Hôm nay em đi tìm đá thì gặp ông thợ rèm này, ông nhà sư thợ rèm này cũng đi tìm đá. Thế là hai bác cháu mình đi chung với nhau. Các bạn cùng theo dõi xem em đi thì gặp những loại đá gì nhé. Rồi, có đá gặp tốt hay không? Kinh nghiệm là của mấy bác đi chương như thế nào? Đây vẫn là cái khe suối mà mọi lần mà em đi tìm. Mùa này không có lũ, nếu mà có lũ thì có. Đây, ba người tìm cái mỏ. Có lũ thì như chỗ này nó sẽ ra nhiều. Cái toàn loại dòng đá đấy Đó, đó nhưng đây mà nhà lúc còn mà lo nó không có viên ngon. Đây trước bác bảo thấy để một viên đây nhưng mà nghĩ trôi hay là không biết họ lấy đâu tìm. Quả hơi to to dưới này có vẻ ổn. Vất xỉ á. Đây trước bác bảo là có một viên đá ở đây. Nhưng bây giờ không thấy nó đâu rồi, không thấy anh nhặt rồi. Giật sỉ á, nó rồi là nhau rồi này. Cháu nó giọt bảo vệ cho mất sỉ trong nó. Dạ. Có thể ăn luôn. Cái gì giờ nó không có. Ừ. Chị chọn đây à? Chọn đây á. Cầm thế là không có đây bác bảo là viên này mà ở bên phía bên dưới này là có thể dùng được, thấp này dùng được. Đây, trắng trắng này, nhưng mà nếu mà đây là hảo rào vườn rồi mình lấy thì mình phải lấy thêm một một viên về đây tạo hảo. Này như viên này là to này, dài là khoảng 40 phân nhỉ. Cái này dài khoảng 40 phân là to của nó cũng phải tầm hơn 30 phân. Cái này xẻ được nhưng mà không biết cái thớ đá của nó có bị nứt không. Cái này là khả năng là cũng bị nứt. Đây có một viên nữa này. Đây có một viên này bao quả rất là đẹp này. Này tìm đá này mình xin nhận này chưa bằng lá này được. Nếu làm thử tép ở dưới nước, tép ở dưới nước rồi đây nhưng là trắng tinh luôn. Và đào xong rồi đây bác là đào được rồi, nhưng mà hồi bác đào được. Lo chưa lo? Lo ấy, cái này mà cần hai cái thôi. Hai cái đây, viên này bác là được hai cái nha. Đây, bác nào lấy thì in nha. Lấy thì nhanh chóng liên hệ nha. Sau khi đăng cái video này lên là các bác đang thấy cái video là khả năng là đá không còn nữa nha. Ừ, lúc nó lúc mà chết chặt có thể nó mà bao này. Đây ăn thép không này. Đây ăn thép không nó còn nhìn nhớp này. Các bạn xem nhá, đây có thể nó còn mua máy chuột rồi mà có sao mất đây lần đầu ấy có hầu hú rồi có muốn chắc có sao đúng đúng
Nó cho mình thử đá ở ngoài suối nha. Cái này có vẻ hơi thô. Mình xì rồi hả? Đúng không? Ừ. Xì gì xì bỏ ra mà hạn. Đấy. Đây là tóc này. Đây. Đây, cái đó mới phải đưa. Ừ. Tôi hỏi rồi mà lúc 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 giao lộ lại hay lại sứ. Lúc lúc lại nó vô khẩu cơ thì xong hả? Này, mắt thử đi. Hôm nay thì em đi quay phim thôi, mình bắt thử. Mày thép này, ăn. Được lọc. Đấy à? Ừ, lọc. Lúc nào tôi do cái chủ hồ. Dạ lọ. Ăn cái lòng tàu lúc hồ. Dạ lọ. Ừ. Ừ, lọc đi. Đó là ăn thép. Người ta mang con rào đi mải luôn. Đây ạ, à, bạn anh nào mà thích con rào thì giao lưu luôn nhá. Ừ. Đây, cắt lông chân thoải mái luôn. Ôi. Đây này. Đây là thủy trồng cộng. Dạ. Nếu yêu cầu bỏ lạc, bỏ lạc ở trồng cộng. Giống mấy tờ lưu ấy tờ xã là nhẹ. Dùng có hợp bó nè. Dạ lọ. Còn cho đây thì lúc là cho đi sẵn cổng là mà lúc có tới mất lăng ở bên liệu có tới chỉ bó là dùng. Dạ lọ. Dạ lọ. Dùng là có dùng một phán tất cả. Dạ lọ. Lúc dùng là như lúc đi sẵn cổng đúng rồi. Dạ lọ. Tại là xí thế. Này viên này không đẹp ạ. Xấu cứng. Có giá dòng hoa mỏ hả? Dòng hoa tao nó là thừa. Chìm tay hả? Dòng bó tông. Dòng bó tông nó cháu bó bó tông nó sửa chi nhà. Ờ, có bó chi nhà. Sửa chú có hả? Tiệm tiệm á, tiệm nó nâng á. Tô tô lùng á. Tô lùng lên chí lợi. Dạ. Dỗ có một hai lần á. Khi khi nó lên nó khó là tiệm. Ừ. Ừ. Lúc có rong đó lò. Đây có một số phẩm đây nhá. Đây, cái này cực kỳ ăn thép luôn. Đây. Đây. Cho ẩn rúa chứ. Ẩn rúa rong thì rong hát bóng. Đây, ô, bên này, đẹp đó. Lúc nổ tên này, lúc có rong đó. Nha, viên này trắng, trắng tinh rồi. Viên này khả năng nó mềm mềm. Viên này, đây, hấp thử nha. Đây, anh em đợi thử nha. Ừ, đưa dòng lỗ. Đấy. Khủ, khủ sò nó bao ổ. Ừ, đâu còn nào dòng gì. Ừ. Đấy, ăn, ăn tốt luôn. Này, sau đây thử dao nha. Ăn dao. Ừ, đấy nó mà lỗ. Đưa cho một cây mà đơn đầu. La thế la mì mì tự sổ. Cây toàn nó thanh tẩy cho nó mà lúc nó rong. Có bụt thép trắng trắng kìa.
nó giả lắm. Nhà nó lại thích cậu dâu kìa. Cắt tóc luôn. Lọt. Rồi à. Lọt. Mò lọ là mà phủ mà tứ giấy tầng xây ngô. Dạ lọ. Chứ do họ phủ là tôi. Đây, có một số phận này. Ừ, nó còn một đôi tỷ gì luôn. Thấy rồi nó kẹt kẹt rồi. Tốt lùng, ngắn quá. Ngắn quá. Này, nhìn đẹp lắm, nhìn ngắn quá. Ô, lúc nó kẹt giòn tỷ mà. Nó chỉ đến đòn tỷ nó nè. Dạ lọ. Cái này ngắn quá, đây cũng ăn thất thất đấy. Lúc nó dùng nó đó, lúc nó tốt lùng lại. Ngắn quá. Này, ngắn quá, nó là lấy cả lấy. Đây, đi xa nên là không ấy còn con viên này này đá rất nhiều nhá, như con suối thì đi đá rất là nhiều nhưng mà đi mỗi tuổi đi khá xa vậy không có viên nào đẹp mắt lựa rất là kỹ. Ăn như viên nào cũng ăn như viên nào lúc nào mình non xì luôn mà dùng hũ trà xa thôi đúng rồi. Cái này thôi nhá luôn non xì luôn non xì cụ trà sát mà lúc nhà xây đó lúc mà xin chơi trong đấy bác bảo là cái người viên này thô phù hợp với sửa lấy dao thôi. Nó còn đông rồi à? Con này được không? Dạ yeah. Đây cũng ăn chốc. Nhìn cái này trắng trắng. Có vệ đi. Đây thử dao đấy. Nó ngoài thử dao. Đây ăn đi. Lúc nào mà dấu cổ chích gì tàu tự nghĩa đó mà dấu hỏng ra. Có lạc có lo thấy dọn lo hát. Đó lúc nào mà cho thịt thua nằm họ rồi thì luôn rằng có họ luôn rằng này cái này cũng nằm chung có tao nó là giọng đó chó lúc nào mà có chồng mà con nó mà khu nhưng mà nó mình nhìn thấy mà sửa nhẹ này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
我就不包了，我们，你莫考，莫一咯，哎，你要都，你当个你兄弟嘛，也对了那个，我考的去对了嘛，考考的去对了，我就考的嘛，叫我们要去整，怎么，整啊，整，一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 
好了，要把它打进去，你先要后头给它盛了，盛了，盛了，捞上。我们这钓的母牛，当地干个，来嘛，几个长的，我海也熟，嗯，懂嘞，晓得不？海上来，晓得海上打，哦，搞海嘛，总当这个。 朋友嘛，就用木桩捡下，木硬整的。有了。钓一些怎么长嘞？你看看。哎，捡大把蛋嘞，各位。哎，捡大了，哎，你才把蛋嘞来了。把蛋嘞，上来再钓呗。有多少个钓啊？有多少？那是刚这个哈，一个一个一起。 Đây bây giờ vác về nhà thôi, vác về xuống kia lấy xe máy chở đi. Đây viên thứ nhất. Cái này phải xả khó đấy. Kêu của nó. Viên này mít. Cái này phải tủ quá. Viên này mít. Thì nó xây là mình đã chuẩn nó đang tên nó tên nó xấu xấu nhưng mà xấu xấu nhưng mà ăn tốt. Đấy. Ừ, lúc rồi mà thích nhiều. 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 Ừ, lúc rồi mà th